Vì sao những cái loại kem chống nắng của La Roche-Posay á, cho dù là em nó không có kiềm dầu và cảm giác khi sử dụng trên da thì mình có cảm thấy là nó hơi dính dính, nhưng mà mình lại cực kỳ mê. Nếu như bạn là một người hay đi phơi nắng như mình á, bạn sẽ nhìn thấy rõ được cái khả năng chống nắng của những cái sản phẩm kem chống nắng của nhà La Roche-Posay. Cái nỗi sợ hãi nhất của mình khi sử dụng kem chống nắng đó chính là cảm giác nó vô cùng bí bách trên da, và sau mỗi lần mà mình tẩy trang xong á thì mình luôn luôn bịt mặt những cái mụn kích ứng. Nhưng đối với lại những cái sản phẩm của nhà La Roche-Posay thì mình lại không có cảm giác này. Sản phẩm nó không khiến cho mắt của mình bị cay nè, và hoàn toàn có thể thay thế cho kem dưỡng và kem lót. Mọi người lưu ý là cái sản phẩm này chỉ có dành cho những cái bạn da khô mới sử dụng được thôi nha mọi người. Các bạn mà hydrating cream á thì mình cảm thấy á, là sau một khoảng thời gian khi mình sử dụng kem chống nắng á thì mình có cảm thấy là cái chất da của mình nó còn đẹp lên nữa, và cái hiệu ứng căng bóng của các bạn này á, nó sẽ rất là khỏe, rất là glowy, rất là đẹp, chứ không phải là kiểu bóng nhảy khó chịu. Vậy nên đó chính là lý do đây là cái tip thứ hai của mình rồi nha mọi người, và các bạn thấy á, là nó gần hết nữa rồi.